Xin chào anh em. Được sự yêu mến, tin tưởng của quý khách hàng là một điều cực kỳ tuyệt vời tại Bờ Rộ Tu nha anh em. Đặc biệt hơn nữa, sau lưng khá là chiếc xe Explorer đời 2016. Trước đó, anh chủ xe đã mang qua bên khá bọc chiếc xe nái của anh là chiếc Focus. Sau khi nhận xe xong thì anh thích quá và ngày hôm nay anh mang đến chiếc xe Explorer này cho bên khá bọc lại full toàn bộ nội thất bên trong luôn nha anh em. Đây, khá mời các anh em vào bên trong xem cái nội thất zin của xe nha. Đây, nội thất hiện tại nó đang là màu kem và màu đen. Đó, anh em nhìn xem nó vẫn còn gọi là ok nha anh em. Nhưng mà sau khi mà trải nghiệm trên chiếc Focus xong thì anh khách hàng ảnh không còn thích cái này nữa mà đưa qua bên khá muốn làm lại y chang phiên bản Focus nha. Điểm đặc biệt của cái xe này so với Focus là anh sẽ bọc toàn bộ 100% bằng da bò, thương hiệu là Westfalia của Đức luôn nha anh em. Rồi bây giờ khá mời các anh em cùng xem qua cả quá trình mà bên khá tháo xe ra và bọc da cho xe này đến khi ráp hoàn thiện luôn nha.